Xin kính chào toàn thể quý vị đam mê âm thanh. Hôm nay Tuấn Audio Live Show tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ dàn đại Kenwood 5i. Đây là bộ dàn đại công suất khá lớn của bộ 5i. 5i với 5G ấy, thì là hai bộ này hình thức nó gần giống nhau quá, gần giống như nhau thôi. Nhưng mà cái bộ 5G thì là năm cái thớt kia nó sẽ thấp hơn loa một ít. Còn về tất cả cái hình thức cái chức năng thì nó gần giống như nhau. Sau đây em sẽ test về cái chất lượng CD cũng như là tuner cassette cho các bác xem. Bộ này là chạy điện 100 các bác nhé. Bộ này chạy điện 100W, 100V, 100 đến 110V. Công suất hai loa là 200W. Đây em test cho các bác xem này. Đấy, nhận đĩa khá nhanh này. Ấn hẳn bài, ấn em ấn hẳn lên bài 5 xem nó nhận tốt không. Khá nhanh, đĩa nhận khá nhanh các bạn nhé. Bát đánh tức lực luôn. Lau bóng vệ sinh nhé các bạn. Phòng trà nghi chân nghe thái thanh cả biệt ly. Tôi quý lắm nhìn anh qua khói đường cả giờ như không tên lén qua tâm tư đê mê. Mình thức đêm thật mê. Qua ngày đó tôi rất nhanh các bác nhé. Đó là em vừa test về cái chất lượng đĩa CD cho các bác. Tiếp theo là em sẽ test cây quay băng cassette cho các bác nhé. Đây là em test cửa quay băng cassette cửa B trước các bác. Băng cassette vẫn quay hoạt động bình thường, tín hiệu ra các bác nhé. Nhưng mà do cái đường audio đằng sau em không cắm lên âm ly nên là nó chưa phát tiếng ra loa thôi. Cassette chạy bình thường đấy nhá. Vớt này, vớt ngược lại vẫn chạy bình thường thôi nhé. Đây là cassette cửa B chạy và vớt hai chiều đều bình thường, tín hiệu ra bình thường nhé. Đây, cửa A đấy đều có tín hiệu hết thôi nhé, được chưa? Vớt này, vậy là hai cửa băng cassette đều hoạt động bình thường các bạn. Đây là bộ Kenwood A5i các anh nhé. Bộ này được thiết kế với lại thêm một cổng, có nghĩa thì có thể cắm điện thoại. Nó có 4 5 cổng cơ, đây, đôi 4 6 8 cổng vào. Thì hiện tại là đằng sau có 3 4 cổng thừa cơ. Nhưng mà cái này là rất hay là nó thiết kế có một cổng đằng phía trước, có nghĩa là ví dụ nhà bác nào có cái tủ ấy, đằng sau nó giáp tường quá mình không tiện cắm ấy, thì các bác có thể cắm thẳng vào đây luôn. Cắm thẳng vào đây luôn để cắm điện thoại, để nghe qua điện thoại hoặc nghe qua laptop.
khi bác cắm vào đây này, đây là đường AUX này, bác nhìn thấy AUX chưa? Đây này, AUX, khi bác cắm vào đây AUX thì bác phải ấn chế độ đây AUX này cho em. Đấy, khi cái đèn nó về chế độ này thì bác sẽ dùng được cổng trước này. Đấy là AUX. Cái thứ hai là... đấy. Do em vừa ấn về chế độ LD với CD thì nó tự chạy CD thôi. Đây là bộ combo của dàn đại A5i các bác nhé. Tất cả các combo từ trước giờ em bán bao nhiêu bộ A5i nó đều combo nó như thế này. Có nghĩa đây là âm ly của nó là 5i này, nhưng các thớt này, ví dụ như tuner này, equalizer này hoặc là CD này, nó đều là 7i này. 7i hết các bác nhé. Tất cả đều 7i, chỉ có con âm ly là 5i nên là phải chấp nhận bộ này là 5i thôi. Chứ nó mà thêm cái âm ly này 7i nữa thì nó lại bộ này lại lên tận đời 7i cơ. Thì đấy, tất cả combo em sẽ báo cho các bác rõ ràng như thế để sau này các bác khỏi thắc mắc. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em theo số điện thoại là 0982 246 61. Bộ này để cho các bác giá 9.500.000 nhé, không bao cước vận chuyển các bác nhé. Em trân trọng cảm ơn.